Amen, bởi khen Chúa. Malachi chương 2 câu 15: Vả hơi sống của Đức Chúa Trời giàu có dư dật chỉ làm nên một người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một người? Ấy là vì tìm một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi khá cẩn thận trong tâm thần mình, chưa đãi cách phỉnh dối với vợ mình lấy lúc tuổi trẻ. Cha yêu ơi, chúng con cảm tạ ngợi khen Ngài vì tình yêu lớn lao của Ngài, sự thương xót của Ngài đang đổ xuống hội thánh. Nước của Ngài đây là sự thương xót mà Ngài đã đặt tên cho chúng con, cho Ngài đặt tên cho hội thánh của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa đang làm sạch hội thánh của Ngài bằng lửa công bình, thần thiêu đốt của Ngài trên hội thánh của Ngài, trên từng anh chị em của chúng con, để ra một con người, Chúa ạ, một dù một người thôi, Chúa ạ, một nên là một con người giống Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa, Ngài đang tìm ra dòng giống thánh Amen. cho Ngài, và chúng con là những người sẵn sàng, Chúa ạ, sẵn sàng để cho Ngài tẩy rửa chúng con. Đã tới lúc hội thánh không còn trẻ con để dẫn dụ hư mất nữa, đã tới lúc hội thánh không còn chịu phục vụ thề những cái lề thói của thế gian nữa, Chúa ơi. Đã tới lúc hội thánh cần được mở mắt để thấy mọi lẽ thật của Ngài, để sẵn lòng mở lòng và hạ mình để cho Đức Thánh Linh dẫn vào mọi lẽ thật, Chúa ạ. Ô Chúa Amen. ơi, chúng con cảm tạ Chúa đang dạy dỗ cho hội thánh của chúng con, Chúa ạ. Chúng con biết ơn Ngài vì chúng con cũng nhìn thấy được thế gian đang phục dưới ý cái quyền của ma quỷ, mà ma quỷ thì đang ăn dân của Ngài như ăn bánh, Chúa ạ. Đã tới lúc hội thánh cần phải bùng lên trong sự tăm tối của mình và nhận lấy cơ nghiệp của Đức Chúa Trời đang ban cho mình, Chúa ạ. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con bánh của Ngài, lời của Ngài, thịt của Ngài xé ra cho chúng con ăn, máu của Ngài đổ ra cho chúng con uống. Chúa ơi, chúng con mặc lấy chính Ngài là con người mới, là thẩm quyền Ngài ban trên đời sống của chúng con, Chúa ạ. Đã tới lúc chúng con cần phải trưởng thành để mặc lấy mọi thẩm quyền trên trời dưới đất mà Ngài đã trao cho chúng con, để cho chúng con được mau lớn và trưởng thành để thực hiện ý muốn của Ngài, khát vọng của Ngài, sự khao khát của Ngài, nhu cầu của Ngài thì trên hội thánh của Ngài, trên chúng con đây nữa, Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã nhúng chìm chúng con trong bản chất của Ngài, bản chất tình sự thương xót của Chúa Cha, Chúa, bản chất của Chúa Giêsu, bản chất của Đức Thánh Linh trong chúng con qua sự dạy dỗ của Ngài, Chúa ạ. Chúng con cảm tạ Chúa vì sự ban cho của Ngài, và chúng con thực hiện cái sự khát khao của Ngài trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con sẵn lòng để cho Ngài thì dùng chúng con. Chúng con biết ơn Ngài và Ngài đang xây chúng con là trụ và nền của lẽ thật, và Ngài đang đào tạo chúng con ra là trụ cột của nó trong nước, trong đền của Ngài nữa, Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, và Ngài đang đào tạo cho hội thánh của chúng con là câu trả lời vì của Ngài cho tất cả mọi vấn đề của nhân loại nữa. Chúng con biết ơn Ngài vì sự ban cho lớn lao của Ngài, vì chúng con ăn nuốt lời của Ngài để đức tin của chúng con được trưởng thành, và con người mới của chúng con cũng được trưởng thành để thực hiện ý muốn của Ngài, Chúa ơi. Chúng con cảm tạ Chúa, Chúa đang đào tạo chúng con thành một đội quân ngày sau rốt của Ngài, Chúa ơi. Chúng con là núi của nhà Ngài, là những người trưởng thành để thực thi quyền con trưởng mà Ngài trao cho chúng con, để chúng con cai trị dưới đất như ở trời, thì Chúa ạ, là những điều mà Ngài tỏ bày cho chúng con là chúng con thực hiện, bởi vì Chúa dạy cho chúng con những cái công việc ở dưới đất này là thao trường cho chúng con tập sự, để mà cho chúng con được đồng khai trị với Chúa trong vương quốc ngàn năm và cõi đời đời. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa cho chúng con cảm nhận được cái sự khát khao, sự mong ước, nhu cầu của Ngài ở trên chúng con. Và chúng con cảm tạ Chúa đã trao cho chúng con cơ nghiệp gia đình của chúng con. Chúa ban cho chúng con nhận biết được hôn nhân, đời sống, để chúng con biết trân quý hôn nhân mà Ngài đã cho chúng con. Chúa ơi, chúng con biết ơn Ngài để đời sống của chúng con, biết làm việc với chính bản thân của chúng con, về mối quan hệ của chúng con với Ngài nữa, Chúa ơi, ngày càng hơn. Vì chúng con, Ngài đã kêu gọi chúng con là vợ của Ngài, Ngài đã gọi chúng con, và Ngài
vì tín nhiệm chúng con, hiểu chưa ạ? Những ngày tháng còn lại này, chúng con ăn nuốt và vâng lời Ngài, chưa ạ? Ngài đã cho chúng con đi trong sự trật tự của Ngài, chưa? Chúng con biết ơn Ngài, một con người mới là con người đi trong sự trật tự. Tất cả những gì Ngài phán, Ngài dạy, Ngài khuyên, Ngài răn, huấn luyện chúng con nơi ở trong thần, mà chúng con được tương giao với Ngài, tất cả phải đổ xuống cái linh hồn của chúng con, để linh hồn của chúng con khuất phục Ngài và làm theo ý muốn của Ngài, Chúa ơi. Chúng con biết ơn Ngài vì sự ban cho của Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện cho nhu cầu của hội thánh của chúng con, và tất cả những công việc mà Ngài đã thấy, chúng con cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, Chúa ạ. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những mục sư, những nhà lãnh đạo, và hiện nay chúng con cầu nguyện cho chính con nữa, Chúa, để cho lòng của con đây khao khát ngày yêu Chúa ngày càng hơn nữa, Chúa ơi. Và chúng con cảm tạ Chúa cho tình yêu của chúng con, của con ngày càng hơn với Ngài, Chúa ạ. Và Chúa cũng đổ tình yêu xuống tiếp tục trên từng anh chị em của chúng con, trên người cha thuộc linh của chúng con, để cho chúng con cùng nhau giúp nhau thực hiện sứ mạng mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con biết ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh thánh của Chúa Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Hallelujah. Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Chúng con cảm tạ ơn cha tình yêu của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã xây dựng hội thánh. Ngài gọi hội thánh của Chúa là thân thể của Ngài. Ngài đặt để hội thánh là cơ quan quyền lực cao nhất ở trong cõi sáng tạo của Chúa, và Ngài đã sắp xếp hội thánh của Chúa qua năm chức vụ. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đặt để các chức vụ thẩm quyền trong hội thánh để giúp chúng con trở nên giống Chúa Giêsu, để trở nên trọn vẹn, để trở nên làm vợ của Ngài. Cảm ơn Ngài, hội thánh là rất là tuyệt vời của Ngài. Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì cơ nghiệp của Chúa, nhu cầu của Chúa Ngài đặt để trên hội thánh của Chúa, và Ngài mong muốn những người mà tin nhận Chúa là họ trở nên trọn vẹn, họ trở nên là sự sáng cho muôn dân. Chúa ạ, con cảm ơn Ngài. Cơ nghiệp của Ngài chính là chúng con nhận lấy ý muốn của Chúa trong sự rèn tập mình, trong làm con, trong làm người trung tín, trong làm người vâng lời Chúa, để đến khi Ngài sử dụng chúng con để chúng con đi rao giảng đúng tin lành của Chúa, đó là tin lành nước trời. Chúa, Ngài muốn chúng con trở nên những con người mà dạy dỗ cho muôn dân về các nguyên tắc hệ thống của giá trị của nước trời. Chúa, chúng con cảm tạ Ngài. Hallelujah. Hallelujah. Chúa ơi, cơ nghiệp của Ngài cũng là cơ nghiệp của chúng con, để cái sứ điệp của Chúa cho chúng con là chúng con phải ra một dòng giống thánh. Một Trước dòng tiên trong chính đời sống của chúng con là phải trở nên dòng giống thánh cho Ngài. Xin Chúa hãy tẩy rửa hội thánh chính là đời sống của chúng con. Chúa ạ, ôi chúng con nhìn thấy sự thương xót của Chúa, chúng con nhìn thấy sự nhân từ của Chúa ở trong đời sống của chúng con. Ngài luôn thương xót chúng con, Ngài luôn yêu chúng con, Ngài luôn chọn chúng con, Ngài luôn dạy dỗ chúng con những điều tốt nhất. Chúa ạ, chúng con hạ mình tiếp nhận Chúa ơi sự thương xót của Ngài, và chúng con cũng cầu nguyện Chúa ơi sự thịnh nộ của Ngài, Chúa ạ, sự sửa trị của Ngài cứ đến trong tầm đời sống của chúng con. Chúa ơi, sự phán xét của Chúa cứ khởi nhân từ nhà của Ngài, khởi từ chúng con, để chúng con không còn sống theo con người xác thịt cũ kỹ của mình nữa, nhưng Chúa ạ, nhu cầu của Chúa là nhu cầu của chúng con. Chúa ơi, hallelujah, chúng con muốn trở nên con người thì mà mặc lấy cái nhu cầu của Ngài. Chúa, hallelujah, Ngài đã cho chúng con nhìn thấy giá trị hôn nhân của chúng con với Ngài. Chúa ạ, Ngài cho chúng con nhìn thấy giá trị của người nữ, họ thật là tuyệt vời, chính là chỉ về chúng con đây. Chúa ạ, hallelujah. Chúng con quyết định, Chúa ơi, rèn tập bản thân của chúng con để trở nên xứng đáng với Chúa. Chúa, hallelujah, chúng con đáp lại tình yêu
với ngài Chúa, hallelujah, cảm ơn Chúa, ngài đặt để chúng con ở nơi cầu thay Chúa ạ, và chúng con cũng cầu cầu cho các hội thánh Chúa ạ, nhận được cái sứ điệp của Chúa, nhận được bài học của Chúa Chúa ạ, hallelujah, trước khi hội thánh chính là ngài xây dựng Chúa ạ, hallelujah, trước khi ngài xây dựng hội thánh của ngài thì ngài muốn phá hủy tất cả những cái nền tảng cũ ra khỏi hội thánh, và chúng con cầu nguyện Chúa ơi, trong tình yêu của Chúa sẽ hủy phá tất cả những hội thánh xây dựng trên nền tảng cứu rỗi mà không phải là nền tảng nước trời Chúa ơi, vì trước hết hãy tìm kiếm nước Chúa Trời và sự công bình của ngài, rồi giờ những thứ còn lại ngài sẽ cho thêm Chúa. Người khôn ngoan thì xây dựng nhà mình Chúa ạ, nhưng kẻ ngu dại thì lấy tay mình mà phá hủy. Nhưng chúng con cầu nguyện để chúng con Chúa ơi, chúng con biết làm việc với lòng của mình, làm việc với tâm trí của mình, làm việc với tiền bạc, với thời gian, với của cải vật chất mà Chúa giao phó cho đời sống của chúng con Chúa ạ, vì tất cả những cơ nghiệp mà Chúa đặt để trong chúng con, đó là chúng con phải nhân bội nó lên làm lời ra cho tin lành vương quốc của ngài Chúa, hallelujah, chúng con chúc phước cho hội thánh của chúng con, chúng con chúc phước cho hội thánh của Chúa, chúng con chúc phước cho cơ nghiệp của Chúa, nhu cầu của Chúa trong chúng con Chúa, hallelujah, chúng con chúc phước cho Chúa, hội thánh được nhân bội lên Chúa, những con người Chúa ơi, ngài cho chúng con tìm đi tìm kiếm những những con người Chúa những con chúc phước cho của cải vật chất, cho xem máy máy tính, điện thoại, internet, nguồn sóng để bày tỏ tin lành lẽ thật của ngài Chúa, hallelujah, chúng con chúc phước cho giấy tờ, rồi chúng con chúc phước cho đất đai, cho hội thánh của ngài được phát triển Chúa ạ, con cảm tạ ơn ngài Chúa, hallelujah, chúng con gọi ngài cảm tạ ơn ngài Chúa, hallelujah, vì ngài đặt để cho hội thánh của chúng con, những tiên tri Chúa ạ, những sứ đồ tiên tri, giáo sư, mục sư, thầy giảng tin lành, ngài đặt để trong chúng con, những Phaolô, những Peter Chúa ạ, những răng bát tít của Chúa, hallelujah, những tiên tri nổi tiếng của Chúa, hallelujah, cảm tạ ơn ngài, chúng con yêu mến ngài Chúa ơi, chúng con tôn cao danh ngài, con cầu nguyện nhân danh Chúa Cha, chúng con Chúa Thánh Thần, amen. 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 Cảm tạ Chúa. Amen. Hallelujah. Ok, lạy Chúa, đức cha chúng con cha cho cảm ngài cha. Hãy cùng tất cả chị em con cha chúng con hạ mình trước mặt ngài cha. Ngài huấn luyện và giống con cha để chúng con nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình cha. Cảm ơn rất nhiều vì ngài để các nhu cầu trên đời sống con cha, nhất là nhu cầu mà Chúa mong muốn trên đời sống con cha. Nhu cầu của Chúa chính là nhu cầu của con cha, là những điều mà chúng con cần phải thực hiện cho để làm gọi là hòa với chính ngài sao, và hòa với chính mình cho con cảm ơn rất nhiều sao để con nguyện rồi mà chúng con biết được cho những cái chương trình để nhận thánh con cho những cái công tác cho những cái mục vụ cho và việc mà chúng con còn phải trung tín trong tất cả những cái nhiệm vụ chức năng của mình cho con nguyện rồi ở cùng với các em con cho để con học biết nhận biết ý muốn của Chúa và nhận biết đấng Christ một cách sâu rộng hơn cho để chúng con hiểu tất cả những gì mà ngài mong muốn nói, mong muốn giải bài trên chúng con cha, chúng con không ở trong cái sự gọi là mờ tối cha, trong cái sự giải nghĩa sai lệch cha từ thế gian ma quỷ hay con người cũ cha, nên con nguyện xin bài ban con thật không ngon thông sáng cha để cho tất cả anh chị em con cha có biết nhận biết được sự lời thật của Chúa cha, từ người cha của lĩnh con cha, từ sự lời sự tất cả những con người xung quanh đời sống con cha, trong con nhìn đâu con học biết ý muốn của ngài cha, ngã mà nhiều sợ con nguyện
khi ngài cùng với tất cả những cái nhu cầu thì tất cả anh chị em không cha, tất cả nhu cầu về việc gọi là ôn hậu thánh cha, về việc mà chúng con còn phải làm cho xong những cái giấy tờ, những cái pháp lý cha, cầu nguyện rằng là cùng cho mục sư Hương cho để mục sư Hương có đầy sự khôn ngoan thông sáng của Chúa cha, mục sư Hương làm thật tốt cho để hoàn thành những tất cả những giấy tờ pháp lý cho hậu thánh, cho trường, cho những cái công việc chờ ở trong ở nhà một sư Hương, cho con cảm ơn rất nhiều xa cho cô nguyện đâu mà ở cùng với bao phủ tất cả ôi những người trong thân trong gia đình chúng con sẽ rồi ôi tất cả những gì chúng con làm cho chúng con đều phải phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ, chúng con phải khiến cho người ta nhận biết được ý muốn của Chúa trên đời sống của mình, cho họ nhìn thấy được cái tấm gương cha về việc mà khát khao mong muốn cho nhận biết Ngài trên đời sống con, cho để rồi họ họ được Chúa thúc đẩy cho để yêu mấy Ngài, cho chỉ có yêu mấy là thật của Ngài, yêu mấy ý muốn của Ngài trên đời sống của mình cha, thì chúng con có thật sự tìm kiếm nước cho con bệnh Ngài, cho tìm kiếm được những cái sự sống thật cho con, cảm ơn rất nhiều cho con cầu nguyện cha, cảm ơn rất nhiều vì hôn nhân gia đình cha Ngài hướng dẫn con cho để rồi cho mọi chúng con cha. Hôn nhân của con đó là chính với Ngài cha, ông con phải làm sao cho ông con phải biết rằng cha trong lòng con cho Chúa là cao hơn hết cha, hơn hôn nhân dưới đất này, hơn cha mẹ, hơn tất cả, hơn công việc, hơn chính bản thân mình thế nào, nhưng chỉ có Ngài là cao hơn hết cha, chỉ có Ngài ý muốn của Ngài cho chỉ có chúng con phải xây dựng được mối quan hệ thật sự thân mật với Ngài sao, chỉ khi chúng con trở thành bạn Ngài sao, khi chúng con bắt đầu trở thành bạn hữu, bạn là bạn hữu của Ngài sao, và đời đời của Ngài sao, nên cầu nguyện sẽ giúp con rồi chúng con biết vâng phục, biết lắng nghe, biết chia sẻ, biết gọi là học hỏi, lắng nghe tiếng Ngài sao, lắng nghe lời rema của Ngài sao, lắng nghe những lời sống của Ngài trên đời sống con sao, nhờ đó mà ôi chúng con nhận biết, chúng con tăng trưởng cho mối quan hệ với Chúa sao, và khi mà con yêu Chúa, chúng con tăng trưởng mối quan hệ với Chúa thì những mối hệ với những người xung quanh đời sống con, cho con phải được tăng trưởng, cho học biết, cho cũng phải nhận gọi là ngày càng phát triển hơn nữa cho trong tất cả mối hệ xung quanh đời sống con, cho rộng con thật sự yêu 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 Ngài, cho yêu chính mình và yêu những người xung quanh, cho con cảm mà rất nhiều, cho con cùng nguyện hôn nhân cho tất cả anh chị em con, cho con hiến, cho và những người chưa có hôn nhân gia đình, cho con phải học biết được cho về người nam, cho về người nữ, cho học biết được về hôn nhân gia đình, cho về tình yêu, cho rồi chúng con làm đúng hết lại tất cả những khái niệm, cho con nhận biết được cái nhiệm vụ chức năng của mình, cho biết được những cái gọi mức độ, biết được cái thời điểm, cho thời kỳ của mình, cho để rèn tập lấy mình, cho để biết là mình phải trở thành người chồng, cho thật sự, cho một người lãnh đạo, cho một người mà biết chăm sóc vợ mình, cho một người mà biết là trở nên giống Chúa sao, cho con cầu xin Ngài hãy giúp đỡ hướng dẫn con, cho chúng con đập nát tất cả sự trẻ trâu, cho sự gọi là những tư duy cũ kỹ, cho những cái gọi là những cái hôn nhân hay là tình yêu ở trong thế gian này, cho con nguyện là Ngài lọc bỏ, cho Ngài lọc bỏ tất cả những sự tâm tối, những sự dạy dỗ sai lầm, cho chúng con phải yêu mấy lời lẽ thật của Chúa, yêu mấy hôn nhân sắp đặt, cho hôn nhân đúng nghĩa của Ngài, sau đó là hai người trưởng thành và khác giới, cho để hoàn thành sứ mạng Chúa giao phó, cho và tập luyện chính mình, cho để trở thành nàng dâu của Ngài, cho cảm ơn nhiều, cho cũng cầu nguyện cho hôn nhân của tất cả các anh chị em, tất cả cô chú cũng cần, cho cùng với một sư hương, cho cả ngày cầu nguyện rồi một sư hương, cho phát triển hôn nhân của mình với Chúa, cho trước tiên, cho và một sư hương biết là hôn nhân làm nơi cha để đâu gọi là phát triển thay đổi bản thân mình, cha cầu nguyện xin Ngài hãy hướng dẫn cho để tất cả những cái điều mà Ngài đang thực hiện cho đời sống một sư hương, cho theo đúng ý muốn của Chúa, cha Ngài dẫn dắt một sư hương, cho để là một sư hương tăng trưởng mối hệ với Ngài nhiều hơn nữa, cha qua hôn nhân của mình, cho một sư hương tăng trưởng hơn nữa, kinh nghiệm hơn nữa, cha về tình yêu của mình với Chúa, cha tình yêu của mình với những người xung quanh, cha và chính mình, cha cùng trước chính hôn nhân của mình, cho con cảm ơn rất nhiều, cho con cầu nguyện cho tất cả các anh chị em con, cho tất cả các tất cả cô chú con, cho nên họ thật sự như là học được bài học về hôn nhân gia đình, cho và họ thay đổi được cái hôn nhân trong gia đình của mình, cho họ nhận biết được cho họ phải làm lại cái hôn nhân của mình, cho để đọc vì chúng ta biết là tất cả những hôn nhân dưới thế gian trong thế gian này, cho đều gọi là đi ý riêng của mình, cho đều chưa bao giờ ai được học về hôn nhân gia đình một cách đúng nghĩa, cho và người ta vẫn cứ đi theo cái cách cũ của mình, sao vẫn đi theo hôn nhân trong đời thế gian này, sao nên cầu nguyện rồi nhưng bây học không, con đã được học, con cầu nguyện cho các cô chú anh chị em con, cho chung chơi chị thấy sao cho họ đã nhận biết được hôn nhân, cho họ đã học biết được bài học hôn nhân, cho cầu nguyện rồi hãy giúp đỡ tất cả
anh em con Thì cha, anh chị em con cha để rồi họ sắp xếp là hôn nhân của mình sao, trước tiên phải với Chúa cha, phải hòm làm hòa trước ngài cha, ba cái kiềng ba chân đó cha là phải hòa, phải phải là làm hòa chính Chúa cha với chính mình cha, và với trách nhiệm của mình với những gia đình của mình cha, cầu nguyện xin hãy cùng họ cha, cảm ơn rất nhiều cha, cùng cùng nguyện xin hãy cùng với tất cả con cha, cơ nghiệp của con cha đó thì chúng con còn phải biết được trời mặt là hình gọi là bản chất của ngài cho đời sống của mình cha, con phải rèn luyện để là thật của Chúa trời nó thành thiệt cho đời sống con trời, nó biến động con trời, nó thay đổi con trời, nó là cái gọi là cái sự sáng sống để con bước đi theo sao cầu nguyện rồi đại học về tình yêu lẽ thật mà chúng con đã học được cho cơ nghiệp lớn lao lẽ thật mà ngài ban cho chúng con sao, cùng với là chính Chúa Jesus Christ đã cho chúng con phải làm sao ăn nút sao để ăn được thịt ngài uống huyết ngài sao, một con cảm ơn rất nhiều sao cầu nguyện rồi thật công bình thiếu đó của ngài đến cho đời sống con sao, để đóng đinh tất cả con người cũ gian ác cho đời sống con sao, ôi đóng đinh nó sao, hủy diệt nó sao và tàn diệt nó khỏi đời sống con sao, giờ chúng con biết nương cậy vào ngài cha người bình cha, biết nương cậy vào Đức Chúa Trời sao, biết sự ngài là cái khiên của đời sống con sao, giờ chúng con biết mặc lấy của người mới sao, biết làm cho tâm anh trí ý chí cảm xúc của mình sao ngày càng được biến đảo ngày càng chuyển hành sao, ôi trong để ngày càng trở thành hình dáng vóc dạc giống Đấng Christ cha, còn cả mày rất nhiều sao Amen. ôn dân anh chị em con cho ngài cha, còn cả mày con nguyện danh Đức Chúa Jesus, amen. Amen, Amen. 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 Tôi dạy Thiên Chúa giấu. Ta ăn thứ trong dòng chảy sự phương pháp Thiên Chúa, dòng chảy mới cuối cùng mà ngày giấy lên đây cho đến khi Chúa đến. Hãy gọi chúng con đến và gọi chúng con đến. Ô, vì chúng con trở thành vợ của Ngài cho. Ô, vì chúng con được gả cho một chồng mà thôi. Chúng con được dâng lên làm chinh phí sạch cho Chúa cho. Và sự kêu gọi cuối cùng chúng con đó trở vào sủng ái của Chúa Trời đẹp lòng trước mọi đàng. Vì vậy cha ơi, ô trong cầu nguyện để tất cả anh chị em chúng con trong đặc nhiệm của Ngài cho ạ, được trải nghiệm được hôn nhân với chính Ngài cho ạ, ô một hôn nhân sâu sắc với Ngài, một hôn nhân Ngài là chồng của chúng con cho ạ, ô ra sao Chúa ơi, ô và tất cả điều đó chỉ làm được khi mà chúng con học ra từng bước một qua các độ tuổi thuộc linh như Ngài đã dạy dỗ chúng con trong dòng chảy tuyệt vời này cho ạ, ô ra sao để chúng con ô quan hệ với Ngài như là tạo vật đấng tạo hóa trên nền tảng đất nền đó cho ạ. Ô chúng con quan hệ với Ngài như là con với cha vậy cho ạ. Ô ra sa cara là năm nay là năm của sự làm con cho ạ. Ô đã dùng nguyện chúng con, ô đã sự nhận ân điển học làm con, ân điển con được cha cho ạ. Ân điển ô được trải nghiệm Ngài là cha thật, cha đời đời chúng con cho ạ. Cha tin tưởng chúng con trong mọi sự và ân điển con mặc trong tình cha con ngay từ đất này cho ạ. Ô thì cha con trong cha con thuộc linh cho ạ. Để làm cha trở làm con trở làm cha cho ạ. Shakadabandurosokodava với chỉ có con thôi, con thật thôi mới được hưởng ân điển, con thật thôi mới được hưởng cơ nghiệp chưa, chỉ có con thật mới được hưởng ô rasa cao cao của cái tự cơ nghiệp mà thôi, nhân danh Jesus Christ ô rasa kadabandurosokodava vì vậy ô để thánh trên chúng con ô để trước khi họ được trở thành vợ của Chúa Trời cho thì họ trở thành con của cha, ô rasa họ được tình cha con, ô tình ô thầy trò tình chủ tớ tình anh em tình bạn bè với bạn đời với Chúa và là vợ chồng với Ngài cho ạ trong danh Jesus Christ ô chỉ quan hệ như là vợ với chồng chồng với vợ mà thôi cho ạ thì tất cả cái hôn nhân dưới đất chúng con cho ạ nó phản chiếu nó làm chủ cái quan hệ của chồng vợ như trên trời vậy cha hạ trong danh Giêsu ô vì vậy con gọi thương xót tha tội của Ngài chúa ạ ô trên tất cả hôn nhân trên đất này chúa trong tất cả các anh em hội thánh ô trên hôn nhân của từng anh em từng thành viên của những người đã đến và sẽ tới trong hội thánh này chúa ạ để Ngài nó sạch hôn nhân họ chúa ơi về hôn nhân họ là hôn nhân tội lỗi chúa ạ ô ra ca nhìn nguyện qua lời cầu của chúng con đây ô mà sự thăm viếng của Ngài đến hôn nhân đó để họ cảnh tỉnh và qua trường đại học tổng hợp thần đấng trời Ngài dựng đây chúa ạ ô để mới lại lên hôn nhân họ để hôn nhân họ hôn nhân được đúng chúa ạ trước mặt chúa trời ô bằng không thì họ vẫn sống như tội lỗi chúa ơi trong danh Chúa Giêsu Shakadabaduru bằng không họ vẫn trẻ con không được quyền lấy trẻ con chưa vì ngài giữ hôn nhân chỉ cho Adam và Eva là người đã trưởng thành trong Chúa rồi chưa đã trưởng thành cô đã biết sứ mạng tiền định của mình rồi biết kêu gọi rồi chưa trong danh Chúa Giêsu Hallelujah cảm tạ Chúa Shakadabaduru ôi Chúa ơi cái nhu cầu của ngài đó là ô lấy vợ ô là chúng con đây chưa nhu cầu của ngài đầy dẫy cho chúng con nhu cầu của ngài là ngày cưới chúng con trong sự đời đời của Chúa cưới chúng con trong sự nhân từ của ngài cưới chúng con trong sự thành tín sự tránh cho sự thương xót của ngài ô cưới chúng con cưới chúng con cưới chúng con cho ngài chúa Shakadabaduru
Orosa đã nhu cầu ngài chưa ạ? Và ngài muốn làm sông tinh sạch và có chúng con đây chưa ạ? Chúng con đây có, chúng con đây sai chúng đi chưa ạ? Để chúng con giao giảng những sứ điệp mà người khác của nghe run tay chảy và ô những kẻ mà không xứng đáng làm cô dâu của ngài chưa ạ? Thì sẽ tan chảy và chảy hết chưa ạ? Ô sẽ bị quất sạch hết ta. Orosa sẽ không được dự tiệc cưới trên con, sẽ không là nàng dâu của Chúa Trời được chưa ạ? Orosa thì họ đã chặt ân điển Chúa Trời. Orosa thì chú quét sạch những kẻ đó ra khỏi bộ này, ra khỏi tôi dòng chảy sự thương xót của Chúa này cho ra khỏi đặc nhiệm này cho trong danh Chúa Jesus Christ. Ôi nhưng Chúa ơi, ôi con để cái vòng hai cái vòng họ đấy cho hai cái vòng ôi mà ngày tệ cho chúng con đó là để cho họ được ở vào trong nơi ở trong nơi Đức Thiên Đàng nhưng ở ngoài thành cho họ có thể không vào thành nhưng ít nhất họ sống chưa ít nhất họ không bị quăng xuống hồ lửa Chúa ơi nhân dành Chúa Jesus Christ để hôn nhân họ không bị quăng xuống hồ lửa để con trai con gái họ không bị quăng xuống hồ lửa chưa mà ngược lại chúng yêu họ vì vậy mà con trai của kẻ ức hiếp chúng con sẽ cúi đầu của chúng con và kẻ khinh dễ chúng con sẽ quỳ lại lên bàn chân chúng con cho và của cải của cái tội vô cơ nghiệp của con tội sẽ chuyển hết sang cho chúng con người công bình của Chúa Trời cho vì chúng con tìm kiếm sự công bình mà chúng con mình mà vì vậy con trở thành sự công bình của Chúa Trời như lời Chúa nói rồi hai đã làm chúng con trở nên sự công bình Chúa Trời trong Chúa Jesus Christ thế nào chưa Orasakadabandunyurunyu không những ngài chỉ là sự công bình chúng con nhưng ngài còn làm cho chúng con trở nên sự công bình của ngài chưa ôi như Adam cuối cùng ở trong chúng con đó mà làm được điều kỳ diệu đó chưa ơi ôi chúa tìm kiếm được sự công bình của ngài ôi chúa đặt cao sự công bình của ngài ôi đó chính là bản tính của ngài đó là cái điều mà ngài ưa thích cho ô ra sa cả tất cả mọi sự để trong sự công bình chúa có sự yêu thương của sự khôn ngoan được sánh sạch và đầy đủ và sự sức giàu quyền năng nằm hết trong sự công bình của ngài chưa vì ngài ra mạng lại trước hết cái tìm kiếm nước của trời và sự công bình của ngài thì tất cả những còn lại ngài sẽ ban cho thêm nữa trời ơi oroso kodabarasaka du Orasaka là chúa khát khao nóng nôn nả sự công bình của Chúa. Ô cho sự công bình Chúa chiếu lòa như ngọn đèn cho ạ. Ô cho đầy ngập khắp đất này là khắp đất cơ nghiệp chúng con cha trong danh Chúa Giêsu. Chúa tạ ơn Chúa với cơ nghiệp chúng con trong 40 năm rồi. Ô ngày qua chúng con mà đào tạo ra 603.550 trụ cột nước trời, những người làm lịch sử. Ô những trụ của đèn Đức Chúa Giêsu và họ không tại ở đó chưa ạ. Orasaka da ban biu du ô đó là trụ cột trong thời gian này, trụ cột cho đất nước các dân tộc chưa ạ trong các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, khoa học, giáo dục, an ninh giải trí, quân sự, quốc phòng, tâm linh chính trị, trời trong danh Chúa Giêsu ở trong tất cả các dân các nước, Chúa ơi, Shakadabaduyodo, và lần cầu nguyện này mà Chúa đập nát tan hết tất thảy, ô xe kẻ cái xe kẻ ngựa kẻ cái sửa, đập nát hết tất thảy, ô Rasaka kẻ chăn bầy nó kẻ thề ruộng đôi của nó, Chúa phá tan tất cả các con cai trị các con đầy hình chưa, Chúa phá tan, ô đàn ông đàn bà già và trẻ trai trẻ gái đông trinh, ô Rasaka chúng con, ô báo trả Babylon và mọi dân canh đê đều ắt chi mà chúng nó đã ăn tại xương của ngài, Hallelujah, Rasaka tất cả đều chi mà nó tại hội thánh của Chúa Trời chưa thì chúng con công bố sự báo trả Chúa Trời đến trên tất cả những thế lực nào mà làm điều ác ô điều gian dối ở trong Chúa trong danh Chúa Giêsu Sakadabaduro được phán xét của Chúa ô đổ trên đầu của họ ô vì sự cơn bão lớn Đức Giê-hô-va và cơn bão lớn nó phát ra tức là cơn thạnh nộ của Ngài phát ra trên đầu kẻ dữ sự thạnh nộ của Ngài rằng trở về cho đến khi Ngài làm trọn ý tưởng đã toan định trong lòng Ngài và trong sáu lúc này chúng con hiểu điều đó chưa và biết điều đó và chúng con công bố điều đó trong danh Chúa Jesus để sự phán xét luôn giáng trên đầu kẻ dữ giáng trên nhà kẻ dữ ô Rasaka giáng trên nhà kẻ dữ giáng trên nơi ở giường ngủ kẻ dữ trong danh Chúa Jesus để kẻ dữ phải ăn năn đau đớn ô nghe lời Chúa nói mà run ô để quay trở lại với Chúa Trời cho ô Rasaka da babu để mà nhận ơn cứu rỗi của Chúa Trời và không chặt ân điển đó ô Rasaka trong danh Chúa Jesus Hallelujah trong cảm ơn Chúa ô ngợi khen Chúa cơ hiệp chúng con đã có hội thánh trên thế giới cơ nghiệp chúng con chúng gọi là các hội thánh ô công giáo ô các hội thánh chính thống giáo các hội thánh tin lành khác cách ở tất cả các giáo phái hệ phái chưa cơ nghiệp chúng con là tất cả các giáo hoàng giáo chủ ô cơ nghiệp chúng con là tất cả các hầu y cơ nghiệp chúng con là các tổng giám mục các linh mục cha đạo cơ nghiệp chúng con là các sứ đồ các thiên tri các thầy giảng các giáo sư mục sư cho cơ nghiệp chúng con là các chấp sự chăn bày trưởng lão cơ nghiệp chúng con là tất thảy người tin Chúa ở khắp mọi ô rasakadava chi thể ở trong thân thể Chúa cho trong danh Chúa Giêsu Chúa là hoàng hậu của ngài cho và cầu với ngài khai trong bốn tuần chúng cầu với ngài để xét đáp 12 chi phái Israel ô rasakadava biro ô là không có ai dám xét đáp Israel không có ai đủ lớn ô đủ dám có đức tin đẹp lòng ngài cho để xét đoán hay xin vậy xin thì có chúng con đây cho có chúng con đây ô sai chúng con đi huấn luyện chúng con cho ô trở nên trụ cột lên của ngài Hallelujah chúng đèn đẽ thật ô chúng tạ ơn cha thật nhiều tạ ơn Chúa kể cả những công việc trên trời tạ ơn Chúa kể cả công việc dưới đất chưa vì tất cả điều gì dưới đất này đi trên trời chưa đi trên trời
ra lệnh hồi chưa, lệnh của ngài ôi cho chưa đọc vọng vật thần đó của trời, lệnh của ngài cho dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa, lệnh của ngài cho hội thánh sự thương xót Thiên Chúa trời. Shakada barasaka du 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 orasaka da barabadru irasaka da barabadru chala barasaka da barabadru orosoko da barasaka. Hallelujah, cảm ơn cha. Ôi cảm ơn cha, vì trong dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa đây có rất nhiều hội thánh khác nhau chưa, mà trong đó có hội thánh chủ đạo là hội thánh sự thương xót Thiên Chúa. Ôi ngài đây đây chưa, sakadia hội thánh trung tâm của ngài, orasaka ô ra hội trung tâm đất này cho ạ. Ô nhưng mà cái dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa sẽ đến, ô sẽ chảy đến khắp đời mọi chỗ Chúa ơi. Ô ra sẽ qua năm vòng cửa sự thương xót Thiên Chúa đó. Ô mà tất cả chức vụ sứ đồ tiên tri thầy giảng giáo sư mục sư của các hội thánh cho ạ, đều qua đó được cứu. Ô qua vòng cửa đó mà tất cả các dân tộc ở các sắc dân Âu Á Mỹ Phi Úc đó qua đó được cứu cha trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi thần Chúa, ngợi thần Chúa Đức Chúa Trời chúng con. Ô ra sao đứng thánh thể đáng lạy chúng con là Đức Chúa Trời dày đắp nát đầu kẻ thù của chúng con cho ạ, trong danh Chúa Giêsu. Hallelujah, ngợi thần cha. Sakadaba du du du. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì mọi việc đã được trên trời rồi, dưới đất phải làm thành. Ô trong danh Jesus Christ ta ra lệnh tất cả các nguồn tài chính, các nguồn tiềm lực, ô về con người cũng như là tài chính, ô sức lực đã phải tới cái dòng chảy sự thương xót Thiên Chúa này. Để lời Chúa nói rằng cửa chúng ta mở ngày đêm đều không đóng, để người ta cứ dân đem của báu các nước vào và dẫn các vua đến làm phu tù, vì dân và nước nào chẳng thần phục chúng ta sẽ diệt vong, nhưng nước đó sẽ hoang vu cả. Tất cả cái tùng cây bách của hoàng dương mà sẽ vinh hiển đi bàn sẽ cùng nhau đến trang hoàng trong sự thương xót Thiên Chúa đây, vì ngài làm cho ngài là chân được vinh hiển trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sa ca đa bơ tất cả các thủ tục ô về giấy tờ pháp lý ở dưới đất này phải thành hết trong danh Chúa Giêsu. Ô ra sa ca lệnh cho trời dạy cho đất phải làm nhanh lập tức trong danh Chúa Giêsu, là chúc lành cho tất cả các cơ chế ô làm phục vụ chúng ta, ô ra sự vì là cơ nghiệp chúng ta, để ta chúc lành và bôi trơn trong sự sức giàu của trời nhân danh Chúa Giêsu. Sa ca đa bơ du 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 ô ro so ca đa bơ bơ bê Irasaka da barasaka da barabudru urosoko da barasaka anjele durgiro sumpha. Hallelujah. Cảm ơn cha. Ôi ngợi khen Chúa nhân từ, ngợi khen Chúa vinh hiển ân điển cho ạ. Hallelujah. Saka da banduru. Ôi ra chưa cho cầu nguyện chúc phước cho phàm này cho ạ. Và kẻ ác, ô cơ nghiệp kẻ ác được chuyển sang người công bình cho ạ. Vì vậy, đất tẩy đây lại phải chào tay chúng con cho ô để chúng con làm công việc của ngài cho cái farm này. Ô ra ra không phải cái farm mà đây không phải cái trang trại, mà đây là cái vùng đất mà ngài chúc phước ô để làm công việc Chúa Trời, ngài tay rửa ô khỏi cái ác ra khỏi đây cho ô ra ra cả và ngài để những người thánh sạch công bình yêu mến kính sợ trời cho làm thật được giang sự công bình tìm kiếm nước của ngài cho ở đây đây cho để thực hiện ý muốn của ngài, vì ý ngài ô đã định rồi thì ai phải được tay ngài ra tay được cho ô ra ra cả trong sự cảm ơn Chúa. Sự phán xét khủng khiếp ngài giáng trên ô tất cả kẻ không phục ngài cho ô sự phán xét tôi không ngài chỉ cho trong danh tuyến con người thi hành cái án đó trong danh không một thi hành án ô vì lời Chúa cho một con hành gương hành cái trong tay con đặt báo nước hành phạt đặt phong cho vua chúng nó bằng sự bằng trăng cho để thi hành cho chúng sẽ bắt chép và chúng con trời ơi vui nhận đấy. Hallelujah, trời đất hãy nghe, các thiên thần hãy nghe trong danh Chúa Jesus, hãy thi hành án tất cả bản đồ này, chết hết con nhỏ, đập chết hết con nhỏ ra, lôi cổ và mổ bụng con nhỏ ra, đập chết hết tất cả con nhỏ đó đá và tất cả con đau lòng con tử nam của Babylon, đập chết hết cái giờ này nhân danh Chúa Jesus, dù nó ngồi nơi cao nó lấp ở nơi đâu nó đập kêu nó xuống, đập chết hết chúng nó trong danh Chúa Jesus, tất cả con nhỏ Babylon cộng đoàn ô ra tôn giáo đó, tất cả các con người Babylon đập chết hết ra trong danh Chúa Jesus, Shakara và giữ linh hồn họ, giữ hồn họ, ô tất cả bệnh tật phù ô phù tù ô ra sa phù thúng loại kinh khủng ô các loại trí đạo ô các loại tiếp thì các loại rủa xả các loại mà đức đã hứa trong cái đó ô đổ hết xuống trên các con kích phạt pháp thời đại cho kẻ không cùng cùng không tuân lệnh trời trong u sa ca đa ba để đập hết con nhỏ ba lô đó ô ra sa để giữ linh hồn ở lại trong ô họ cay bận khủng khiếp ô con ngủ không yên tất thể Babylon phải đau đầu vỡ đầu vỡ đầu mà chết ô ra sa ca đa ba dư đường để linh hồn được cứu trong ta Hallelujah, dân ta giảng Babylon, giảng giảng của Babylon trong thành Jesus Christ. Ô ta đổ chén thánh nội chuyển đến thành Babylon. Còn đại dân phụ này, ô Rasaka là mày vẫn bảo rằng không ai nhìn thấy mày cả, tao nhìn thấy mày. Ta chọc mất bù mày ra. Ô ta mổ bụng đập nát mọi thành Jesus Christ. Rất nhỏ mày tập chết chết trong thành Jesus và cả ô con quỷ bảy đầu, mười sừng đó. Ô Rasaka tập chát hay là con thú là tập nát vỡ sọ các người chặt hết cái đầu của các người trong thành Jesus. Ô dù ngươi là cộng sản, dù ngươi là tôn giáo các loại các thần dữ ở trên trời ta nát tan tành các ngươi ra trong danh thánh của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Hallelujah, các ngài khách đô đời này trời hủy diệt đứa trời quét sạch các ngươi nhân danh Chúa Giêsu các thiên sứ, hãy đi và làm công việc đó. Tôi thì
khen, thiên sứ trở về khen các đạo binh không mạnh không, hãy giáng xuống và tiêu diệt cái này, hãy xuất từ các quỷ thần này ra trước mặt chúng ta, chém cổ hết các lũ cho chúng ta trong danh thiên sứ quyết, đập xương chúng ta từng đứa một, đập hết xuống và quăng xuống vực sâu chu kỳ, hành phạt chúng nó bằng hình phạt khủng khiếp nhất trong lửa thách của trời ta, tất cả chén thạnh nộ của chúa trời với khí cụ thạnh của trời lôi ra đổ xuống trên đầu chúng nó không thương tiếc trong danh thứ dù. Hallelujah, ngợi khen chúa, ngợi khen chúa, ngợi khen chúa trời chúng con. Hallelujah. Ô cái nền của chúng bị dòng nó trôi đi, những kẻ dấy lên nghịch cùng chúng con quản bị diệt và kẻ nó sót lại của chúng lửa đã thiêu nó đi như lời chú phán. Hallelujah. Nó chà nát hết tất cả những kẻ ô nổi nghịch đó trong danh Chúa Jesus Christ. Ô ra sa tất thành ba đôn phản loạn tuyên cáo mọi khi lớp chặt bỏ đường mình cho ô đất trời đất trời bị tung tin hết dưới chân chúng con cho ô ra mặt trời mặt trăng tối tăm các ngôi sao thâu suốt sáng các dân dầu cái tái mặt cho ô ra vì chúng con kẻ làm mạng định Chúa rất mạnh trong danh Chúa Jesus. Ô chúng con gầm thét và đưa hết cơ nghiệp của mình cơ nghiệp về ban chúng con lôi hết tất cả linh hồn nó ra. Ô ra sa karababa linh hồn của từng người một người nam người nữ già trẻ lớn bé ở châu lục Âu Á Mỹ Phi Úc. Ô ra sa karababa Âu Á Mỹ Phi Úc đó Âu Á Mỹ Phi Úc đó tất cả chúng lôi hết ra. Ô ra sa từng linh hồn một người nam người nữ ô già trẻ lớn bé to nhỏ ô giàu nghèo ô ra sa karababa tất cả chức vụ ở trong hội thánh sứ đồ tiên tri thể giáo sư sư mục hết về tất cả cho ngài cho để dâng lên ngài như của lễ đó cho trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi ngài khát linh hồn vào đây cho đòi hết linh hồn của những giáo chủ đó đây linh hồn của leader của các lãnh đạo tôn giáo lãnh đạo công cơ đốc đó đây cho để dâng cho ngài cho như của lễ dâng cho Chúa. Ô vì ngài đã nhóm họ lại những bó đuối sơn đạp đuối và cho trỗi dậy và bởi lời cầu nguyện phẫu thuật này mà cho trả lại những đám đuối đó trả lại những hội đoàn đó cho để dâng cho Chúa. Ô những linh hồn quý giá cho vì họ coi thường linh hồn họ coi thường linh hồn cho họ không biết rằng linh hồn họ không biết nước trời họ không biết quỷ nước trời vì chúng con yêu sự công bình yêu nước trời yêu linh hồn họ để hết linh hồn về và dâng hết của họ trong Abyssinia trong lòng chúng đây cho để giữ các tội lỗi của họ để được tái họ trong danh Chúa Jesus Christ và sinh lại họ ra trong tin mừng vương quốc Chúa Trời trong Chúa Jesus. Hallelujah Chúa ơi khen Chúa. Ô và Chúa nhận họ làm con của mình trong danh Chúa Jesus Christ lòng Chúa mở ra Chúa. Ô Rasakara vì Chúa là cha đời đời chúng con Chúa và Chúa sinh hạ ra họ ô sinh hạ ra những đứa con tuyệt vời kỳ diệu yêu mến kính sợ ngài Chúa và nối tiếp dòng dõi của ngài cai trị ngài đời đời được quyền cai trị cái giấy trên con của Chúa mãi không thôi. Ô trong danh Chúa Jesus Christ con cảm tạ ơn Chúa ngợi khen Chúa cơ nghiệp chúng con ngợi khen Chúa ngày ban chúng con quyền phép cai trị với ngài. Ô Rasakara ngợi khen Chúa. Ô vì ngài con Chúa là đẹp lòng ngài. Ô ra sao trong mọi đàng và khiến ra cả trời và đất phải nghe lời chúng con. Ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa, ngợi khen Chúa về công việc làm người và Chúa cùng với Chúa để dựng lên con người theo hình và tượng ngài để cai trị muôn vật. Ngợi khen Chúa vì ngài cho con núp trong bóng tay của Chúa dựng cái tầm trời làm đất cho. Ô dựng trời đất mới chuẩn bị cho Chúa một nàng dâu tinh sạch. Ô cho tiệc cưới của ngài. Ô là chuẩn bị tiệc cưới nữa cho và cùng với Chúa để cai trị đời đời. Ô ra sao ca cùng với Chúa. Ô ra sao ca đã cứu hết tất thảy. Ô ra sao phần sót lại của dân Israel. Ô phần sót lại của các hội thánh Chúa. Ô làm trở sự sáng của ngài dân bạc sự cứu cái đầu cùng đất cha ngợi khen Chúa ngợi khen Chúa ngợi khen Chúa yêu ngài yêu ngài Chúa yêu ngài chúng tôn vinh ngài tất cả vinh hiển đều chỉ thuộc về ngài cha yêu dấu chúng con thầy yêu dấu chúng con Chúa yêu dấu chúng con cha yêu dấu chúng con ngợi khen Chúa được tạo hóa tuyệt vời của chúng con Chúa yêu ngài đức Chúa Cha chúng con cho đến đây. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.